Rồi các bạn ơi, bây giờ câu lạc bộ người cá tầng 33 sẽ biến thành câu lạc bộ tiên cá nha. Thì chúng ta sẽ tổ chức vào thứ sáu hàng tuần ở đây nha. Thứ bảy với chủ nhật là sự kiện đặc biệt, còn thứ sáu là sự kiện giao lưu với tất cả người cá. Có luôn. Đó là sự kiện bí mật dành cho những người cá có level mới biết được, không thể thông báo trong này được. Chưa chắc, chưa chắc. Level 2 nhưng mà phải được xét tuyển nữa mới được đến sự kiện đó. Mưa đi. Nói nhiều quá là mưa. Vô trong hồ này sẽ tập trung ở cái khoảng 2 mét bên này nè nha. Mai mốt luôn thông báo với mấy bạn luôn. Ở tuần 33 thì Tion sẽ hướng cho các em những kỹ năng về tình bạn bè, sự đồng cảm và sự thương cảm. Chuẩn bị chơi sự kiện nha. Và bây giờ móc quà sự kiện ra. Màu đen là cho bạn nam nha. Có hình chú cá luôn nè. Màu xanh ngọc là cho bạn nữ. Đồ này là đồ thiết kế đặc biệt cho câu lạc bộ tiên cá, ngoài thị trường là không có nha. Bên ngoài không có nha các bạn nha. Mà em bu bu mới dọc qua lại kìa. Hả? Abu hả? Abu là ai? Người cá Abu, người Simba. Trời ơi, người cá Simba hả? Sao mấy em nhắc anh? Để anh nhớ chi vậy? Anh bị quên rồi. Giờ mới nhớ ha. Ủa ha, bạn ấy nghỉ lâu quá rồi nha. Nó là được có một Rồi bây giờ sẽ chính thức sự kiện câu lạc bộ tiên cá tầng 33 nha. Đầu tiên là mấy em sẽ tập trung ở đây thở nước, sau đó bắt đầu bơi 20 vòng nối đuôi nhau. Nối đuôi nữa hả? Ừ. 20 vòng được không? Qua đi. Nổi không? Nổi. 20 vòng là bình thường mà. Rồi. Mấy gì tay ơi? Bơi một nhịp thôi. Nối đuôi nhau nhưng mà không có lấn qua bên cái phần nửa hồ bơi bên này nha. Mình bơi trong cái khoảng này thôi. Bơi về tới bờ bên kia luôn á, 20 vòng. Rồi mấy bạn người cá ăn khoai tây xong rồi xuống thở nước 5 phút xong rồi bơi 20 vòng. Rồi mình mới chơi sự kiện nha. Bây giờ các bạn người cá ơi. Ơi. Các bạn chuẩn bị xuống nước thở nước nha. Yeah. Các bạn có thể nắm tay nhau thở nước. Hay ngồi xuống thở nước. Hay xoay vòng tròn thở nước hay lặn xuống thở nước tùy. Không được. Đúng rồi. Bởi vì ở những cái tuần khác là mình đã được tập luyện rất nhiều rồi. Em lặn hết tất cả được luôn á. Vậy thì bắt đầu thở nước 5 phút. Thank you.
đừng có chạy nhớ theo ấy nè. Trôi qua rồi, bây giờ các em sẽ bơi nối đuôi nhau 20 vòng. Bơi xong rồi chúng ta bắt đầu vô sự kiện chính thức của câu lạc bộ tiên cá tuần 33 nhé các em. Khi tập luyện với Tion bạn ấy gãy răng luôn rồi. Wow. Nguyên miệng máu luôn rồi kìa. Máu thiệt. Đi phun nước đi, phun máu đi. Chà. Một bạn sau khi tập luyện thở nước với tiên cá thì ói ra đàm độc tố. Còn một bạn thì thay răng mới, sướng vậy ta. Rồi bây giờ mấy em nối đuôi nhau tập luyện nha. Cái này là cái bàn mà đi phun lên cái bàn vậy bạn. Đi phun vô cái cống nha. Bây giờ nối đuôi nhau mà mấy em phải bơi thẳng một hàng nha. Cách nhau giữ khoảng cách 2 mét nha. Phần tập luyện tiếp theo là các bạn người cá sẽ bơi nối đuôi nhau. Bây giờ là 7 giờ 10 phút. Mấy bạn phải bơi nối đuôi nhau như vậy trong vòng 20 phút. Mà bạn nào không mệt thì sẽ được thi sự kiện tặng quà. Rồi chúng ta sẽ xem thể lực của các bạn người cá như thế nào nha. Bây giờ là người cá Simi đang dẫn đầu. Sau đó tới người cá Khánh, rồi người cá Benjamin, người cá Tony và người cá Tara. Bơi sát thẳng bên này. Mình tập thành một thói quen như vậy để câu lạc bộ tiên cá chúng ta tổ chức chuyên nghiệp, không có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đang tập bơi nha. Sát bên này. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến thăm một bạn đang học bơi với thầy Michael Bell. Hello. Xin chào em nhỏ đang học bơi hả? Thầy Michael Bell sẽ dạy cho em cách để biến một người thường trở thành một người ếch. Sau khi em đã trở thành người ếch rồi thì mới có thể trở thành người cá được ha. Cố gắng học nha, học giỏi nha. Rồi chúng ta tiếp tục theo dõi các bạn người cá khác tập luyện đến đâu rồi nhé. Bây giờ là 7 giờ 15 mà các bạn ấy mới bơi được có 2 vòng thôi. Dạ. Nếu mà bơi 20 vòng thì sao các bạn? Chắc là tới 8 giờ rưỡi luôn quá. Cái này là các bạn quẹo qua tay trái rồi, quẹo qua tay phải để lấn cái phần sân bên này. Đúng rồi. Bơi nối đuôi nhau. Ép sát qua bên này, ép sát qua bên này nha. Chú ý vô hơi thở và động tác của mình nha. Nhớ đếm 1, 2, 3.
để giữ khoảng cách đều với người bơi trước. Đặc biệt bạn nào mà đuối rồi thì sẽ dừng lại đợi các bạn khác bơi một vòng rồi mình bắt đầu nối đuôi vào các bạn lại tiếp ha. Đó, đối với những bạn đã học người cá bài bản, có bằng cấp đàng hoàng thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có một lợi thế để tập luyện chuyên nghiệp hơn mấy bạn khác. Thì chúng ta cũng phải cố gắng bơi chậm để đợi mấy bạn người cá khác bơi kịp với mình nha, chứ không phải chuyên nghiệp là mình bơi nhanh để cho mấy bạn bị mệt. Chúng ta chuẩn bị vô phần thi sự kiện đặc biệt của tuần này nhé. Mời các bạn tiến đến đảo tiên cá nào. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi một cái game show mini để tặng quà. Chi tìm kho báo ha. Rồi em có muốn nói gì với mấy bạn không? Cảm giác em như thế nào khi chuẩn bị thi sự kiện? Rất là hào hứng. Bây giờ Tion sẽ giấu chiếc vòng này ở dưới nước. Bạn nào tìm được thì sẽ có một món quà đặc biệt cho bạn đó nha. Một giải hả Tion? Ừ, chiếc vòng này nó mà ẩn xuống nước là cái màu của nó giống như là màu của nước hồ bơi vậy đó. Nên rất là khó nhìn bằng mắt thường nha các bạn. Chắc vậy. Cái này không về được á. Tại vì anh quăng xuống cái có cái mượn ơi, có cái mượn ơi, cho em mượn. Em mượn, mượn. Em mượn. Không có mượn, không có mượn. Để coi nó. Rồi. Ấm nó xuống nước coi nó làm sao. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau bơi qua bơi lại một vòng trong thời gian đó. Tion sẽ đi giấu chiếc vòng này. Tion giấu ở dưới nước thôi chứ không có đâu xa hết. Rất là dễ. Dễ quá. Không có được lấn qua cái phần sân của mấy bạn bên này đang bơi nha. Mình bơi người cá là mình sát bên này thôi nha. Lấy được chiếc vòng này là thể hiện là bơi người cá rất là giỏi luôn nè. Quà của người đó chỉ có một món quà thôi. Bây giờ các bạn người cá đang truy lùng chiếc vòng của tiên cá để xem bạn nào sẽ là người cá xuất sắc nhất. Sau 13 phút đã trôi qua, chưa có bạn người cá nào tìm được chiếc vòng của tiên cá. Nếu bạn nào không tìm được thì tôi tìm, mà được thì tôi sẽ lấy về. Và chương trình sự kiện tiên cá tuần này sẽ không có quà nha các bạn ơi. Không bạn nào có quà hết. Ủa, tên đây ơi, hãy đâu bắn ra chỗ nào rồi? Cái
Tony đang ngồi nghỉ mệt, Benjamin đang ngồi nghỉ mệt. Xong rồi á, cái chú đạp một cái là nó chăng ra chỗ nào? Tôi biết hỏi ai. Bây giờ tôi đây nè. Người cá tai thì đang tìm kiếm. Người cá tai ra tìm nổi không? Đuối rồi. Chỉ còn một phút nữa thôi. Ok, bây giờ tôi xin thông báo với các bạn cuộc thi đã kết thúc nha. Giờ đã hết rồi mà vẫn chưa bạn nào tìm được chiếc vòng của tiên cá ở dưới nước. Rồi. Chưa tìm được đúng không? Không, tôi cho bạn 15 phút nữa. Không, thời gian hết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm chiếc vòng máy để lấy về kết, để dành cho sự kiện lần sau. Bây giờ tôi sẽ dùng giác quan thứ 6 để tìm chiếc vòng nữa nè. Ngầu chưa nè? Chưa. Bắt đầu đi tìm. Cái vòng rớt xuống nước nhẹ quá nên bị nước cuốn đi trôi mất. Giờ tôi phải kiểm tra quanh cái địa điểm thả chiếc vòng đó. Thì học lặn trục vớt cứu hộ hay là lên người cá level 4, bạn mới tập định vị ở dưới nước. Cũng có thể phải dùng đến trực giác của mình để phán đoán tìm đồ vật. Cái kỹ năng này rất là khó học nên không phải ai cũng làm được cái nghề mà lặn biển tìm kiếm. Còn cái trò chơi này chỉ là đơn giản thôi mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Tôi muốn thử xem trong số các bạn người cá ở đây ai có khả năng thiên phú ấy là truy tìm đồ vật bằng giác quan thứ 6. Bạn nào mà muốn có được cái giác quan này thì phải thực sự dẹp bỏ được nỗi sợ hãi trong tâm của mình. Giống như là bây giờ có nhiều người tự cho mình là có giác quan thứ 6, thử cho người đó vào trong nghĩa địa lúc 12 giờ đêm hay bơi giữa biển một mình thì mới chứng tỏ được bạn có năng lực ấy. Còn bây giờ quỷ thần cám dỗ lòng người dùng mấy cái giác quan cảm ứng này kia để dụ dỗ lấy tiền của bạn. Nên tệ nạn mê tín dị đoan ngày một phát triển, nhưng chỉ cần kiểm chứng bằng cách của tôi là sự thật sẽ được sáng tỏ ngay thôi. Tôi giải cho cái quần của tôi không? Quên cái giác quan trong hoặc kép á. Vậy thì mấy em có đi tìm thôi, có ai tìm hiểu. Tôi thấy mỗi lần người ta cúng kiến đều giết hại heo gà để tế quỷ thần, vong linh. Điều này là hoàn toàn sai trái, làm người cá phải có trí tuệ nhận ra điều đó và phải luôn nghĩ cho lợi ích của người khác trước tiên. Thì trong số đệ tử, Tiêu Anh bây giờ chỉ thấy người cá Luna và Julie là có những phẩm chất tốt đẹp đó. Còn các bạn người cá khác bây giờ là cần phải học hỏi tính cách của hai bạn ấy. Oh yeah! Trở thành tiên cá là như vậy. Chỉ cần một chút xíu thôi là sẽ tìm được liền. Trong khi đã cho mấy em bỏ hơn 15 phút dưới nước rồi, 20 phút luôn rồi mà vẫn chưa tìm được. Tôi chỉ mất 1 phút. Tôi yeah. Để cho khác chơi lên. Chơi lại đi chứ. Chơi lại mấy em cũng tìm không được đâu. Tìm được. Tìm luôn. Thả xuống nó trôi đi tùm lum hết trơn á. Mà bây giờ hết giờ rồi. Bây giờ là 8:20 là hồ bơi lên rồi. Như vậy mấy em thích chơi, Tuyên quăng ra phía trước rồi mấy em lặn đi tìm hả? Dạ. Tuyên sẽ du di cho mấy em có cơ hội được trúng thưởng của tuần này. Rồi mấy em quay mặt lại bên đây hết. Tôi sẽ quăng chiếc vòng này lên phía trước. Bạn nào lặn xuống lụm được là của bạn đó nha. Có được chiếc vòng tiên cá này rất là khó nha, không phải ai cũng muốn cũng được nha. Hàng đặc biệt của câu lạc bộ tiên cá nha các bạn. Mấy người đó không chơi cờ thì mình chơi. Ủa hai bạn không chơi hả? Rồi hai bạn không chơi thôi, mấy bạn nhát rồi. Nguy hiểm lắm. Em hỏi là tôi có giác quan thứ 6 không? Không. Không có hả? Ừ. Không có giác quan thứ 6, không cần thứ giác quan đó. Vậy tôi có mắt dạ quan không? Không cần mắt dạ quan luôn, cái đó để làm gì? Bị ảo tưởng hả? Có ngày muốn có cái đó hả Ben? Mình không muốn mình mới có, mà tối ngày mình muốn là mình sẽ không bao giờ có và mình sẽ bị điên. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Tìm đi. Mấy bạn mà tìm không được nữa thôi luôn. Một con.
Bực rồi cái gã không cần mắt kính luôn. Bực rồi gã mắt kính ra luôn hả Tony? Mạnh quá. Đúng rồi. Bạn đúng rồi, bạn nào có kỹ năng lặn tốt rồi á mới tìm dễ. Rồi thông báo hết giờ luôn nha các bạn, 8:30 rồi, tới phiên tôi tìm tiếp nha các bạn ơi. Tony rất là xuất sắc. Tôi thấy là hồi nãy là Tion đã nãy Tony nhìn lén mà. Tony không có nhìn lén. Bạn Tony chính thức có khả năng trở thành tiên cá, nên Tony đã lụm được. Và đây là chiếc vòng dành cho Tony. Có phải là chiếc vòng này rất hợp với cái bộ đồ của em không? Các bạn ơi nhìn đi, coi cái vòng này có hợp với bộ đồ Tony đang mặc không? Chính xác, đúng không? Nè, đây là hình con cá. Biểu tượng con cá này là được Tion vẽ trên cái banner của Tion luôn á. Đây, chiếc vòng đặc biệt dành cho nam luôn. Rồi. Rồi, cho các bạn xem coi đẹp không? Vòng tiên cá nha. Nguyên một bộ đồ hợp luôn rồi nha. Rồi chúc mừng Tony, tương lai thành tiên cá của em rất gần rồi đó. Rồi bạn Tony được nhận món quà này rồi đúng không? Món quà này sẽ đồng nghĩa với một tuyệt chiêu của tiên cá Tion sẽ chỉ cho bạn Tony. Nhớ nhắc Tion để học chiêu đó nha Tony. Rồi bây giờ đi bơi đi. Đi bơi đi. À, đi ừ đúng rồi, đi tập tập trung vô ba anh em vô ra cho tập 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 cho tập